hơn vợ, ủa phải bị là 100.000 thì chú kể đến 100.000 ba bà cháu ăn nhín nhín cũng được ngày. Chị Vi hồi xưa cũng đi bán giấy số là bán nhiều lắm á. Đẹp gái đó. Chị Vi hồi xưa bán 300 tờ á, đúng vậy. Thiệt luôn á. Vậy nhiều. Vi đẹp gái đó. Đang đẹp gái bắt đắt lắm nè. Giống như có một lần em dắt con bé quận tư đi lấy giấy số á, nó bán có 40 tờ thôi, còn 60 tờ giữ lại luôn. Để cho bé để nó chiều nó dò coi chúng cô nó nghỉ á. Mẹ đi mua chợ về rồi Bi ăn đi đâu chợ. Anh quay mẹ em đi chợ quay em không? Rồi. Đưa anh ăn sáng với mẹ em kìa. Chơi ai? Anh đi chị Dung mà ghé sẵn ghé thăm em, anh với chị Dung đi mà gửi xe đây mà. Đi đâu? Đi đâu anh với chị Dung đi công chuyện. Đâu chở video đâu. Biên sáng đi Bi. Ăn sáng đi, ngồi ăn sáng coi ăn Bi ăn gì. Bi nói chuyện với Lan đi, Bi hỏi thăm em gái rồi thay về. Hôm nay nghe nghe nói thăm Lan là Bi hào hứng lắm á. Đi vòng vòng ở đây vậy nè, bị đau khớp bây giờ nó sưng giò, không có đeo giáp gì nhiều. Cô đi làm hàng ngày hay chắc tối? Chắc tối. Hai em nói chuyện đi. Nói nhắc Lan hỏi Lan sao kìa, tình trạng Lan sao kìa. Người sống giống Lan kìa Bi. Lan em có bận được mấy tháng rồi Lan? Được 6 tháng. 6 tháng hả, vậy em có đi làm gì không? Thôi, chị người đó đi, chị gái, chị người đó đi. Thôi kể em hỏi gì. Dạ, có xin đi công chuyện làm không? Có bầu gì ai nhận làm? Bảo là ai làm, đâu làm. Giờ nó ở nhà vậy thôi, chứ có làm gì, giữ con còn không xong. Làm gì mà làm. Giờ cô đi lượm gia trai về nuôi hai mẹ con. Chứ giờ sao giờ? Cô đi lượm bằng đêm không hả cô? Rồi giờ nói gì không lẽ giờ con cháu mình bỏ nó ở đâu giờ? Bi nói chuyện với Lan đi, hỏi thăm tình trạng Lan sao. Thế là Bi biết tại sao Lan về đây không? Hỏi đi, nói chuyện đi. Anh đang ở bên mẹ chồng phải không? Dạ. Ở bển bao lâu rồi cưng mới về đây? Có cũng nửa tháng. Nửa tháng hả? Dạ. Sao về đây không ở bển, sao về đây cưng? Tại ông ba chồng cũng nhậu không chữ hoài. Theo giờ có người muốn đi làm không? Không giờ làm cho chị Dung kìa. Hả? Về xe không? Nhang cho chị Dung kìa, làm không? Hả? Không, con có người giữ đi làm. Bây giờ gửi bà nội giữ rồi đi làm sáng đi chiều về. Tại mẹ con nó khó. Khó là sao thì mình tập. Giờ khó còn hơn ở nhà hay không chứ em. Ví dụ ở với bà nội thì khóc bữa hai bữa thì bà nội dỗ từ từ. Thì cũng phải đi làm kiếm tiền chứ. Bà nội gì thì giữ. Cô giữ được hả? Đâu cái này cố. Bà cố. À là bà nội nó làm cái bà nội thằng kia. Cố. Cố giữ thì được rồi đó. Bà nội giao. Nội có Lan cố bé chị. Bà nội giữ đâu? Giữ về ông xã con đâu rồi? Đi về. Không ở nữa. Hôm nay em có đi thăm lần nào chưa Lan? Dạ có mà lâu giấy tờ đâu có lên được đâu. Không có giấy tờ cũng lên được hả? Bi nãy em hỏi anh là Lan có bầu mấy tháng, hỏi Lan, Lan trả lời kìa. Anh bữa anh chỉ biết chung chung vậy thôi, hỏi đi. Nay được mấy tháng rồi gần? 6 tháng. Nó khác một cái bụng gì ha? Đâu ép vô thấy cái Lan thấy bụng không? Còn áo đen nữa. Bụng nhỏ xíu mà. Nhờ bụng nó nổi lên chút xíu rồi nó đẻ đó, nhỏ nó đó. Đẻ vậy chắc muốn thiếu ký hay gì ha? Không. Hay chị Dung? Tại vì cũng đủ ký bình thường nhé. Cũng 2 kg mấy rồi. 6 tháng rồi. Nhìn nó giống không có bầu vậy trời. Vậy Lan, hiện giờ em đi làm được không? Muốn đi làm không? Về xe nhang cho chị Dung kìa. Đi xe nhang cho chị Dung không? Chị Dung mướn về xe nhang nha. Sáng đi chiều về. Chịu hả? Vậy con em gửi ai? Gửi bà cố giữ giùm hả? Bà cố chịu giữ không bà cố? Giữ rồi ạ. Cố giữ giùm hả? Cho đi làm. Nó đi làm được, nó có tiền, nó xài, nó lo
cho con nó sửa sụp. Mình đâu lo nổi mấy cái chuyện đó. Lo ăn với lo tiền ăn sáng cho con bé không cũng khùng. Bây giờ muốn đi làm ha, muốn đi bán vé số. Giờ đi bán vé số mình đi không? Bán vé số thì chắc tôi cũng sợ đi làm chứ nữa. Đi bán vé số là nam nhỏ này theo, người ta thấy gì tội nghiệp trong mua nhiều. Có như nó gửi nó đi bán thì nó gửi cô giữ giùm nó một chút, giờ đi bán ví dụ nắng tới chưa chưa giờ này cái nó về còn ở thì chiều đi bán tiếp. Chiều thì nó để nhà. Dạ. Như nó ở nhà với cô được tại vì cô đi lượm bằng đêm hả cô? À, đúng. Dạ, như nó ở nhà với cô được, còn dẫn đi theo cũng tội nghiệp, cũng nắng nôi nữa. Với mấy bữa nay bị cảm bệnh á, đang uống thuốc rồi cái giờ nó sức với đau bao tử nên thành ra không có đi đụng. Thì nó gặp. Ở nhà này ở đông không cô? Ba hộ. Ba bốn hộ. Thùng nhau lắm tiền nhà. Thùng nhau lắm tiền nhà. Chứ mình đơn mình sẽ nướng nổi. Nên em có bà nội thì ha, đồng tộc cũng đỡ chứ không có thì biết chỗ đâu. Giờ nó hoài gầy hoài cũng biết nghe. Lan lâu ngày em gặp lại chị Vi, thấy chị Vi có gì ấy không? Mười mập. Con Lan này nhiêu tuổi nè? Em này nhiêu nè? 17. 17 hả? 17 hay chị Vi hết nhiều thấy. Có người thấy vậy thì cũng có con như Lan không? Dâu Vi không đựng dâu à? Sụn xuống đây làm như mình gãy giòi rồi muốn điếng hồn mà ngồi đâu một hồi ớt giò rồi nó mới chịu đứng lên được. Ngày qua khi như thế thì là bấm chậu đứng lên chút rồi. Cô đi lượm vậy là sáng đêm hay lượm bao nhiêu buổi về cô? Lượm ví dụ 11 giờ mình đi tới cái khi 3 giờ, 13 giờ, 4 giờ mới về. 11 giờ khuya hả cô? Sao cô đi khuya vậy? Sao cô chiều không đi mà cô đi dắt khuya dữ vậy? Đi giờ đó người ta dọn đồ, người ta buôn bán, người ta dọn đồ á. Gì? Cô xe à? Không có trong. Bởi vì cam ga đầu đường, cuối đường. Đây có đẹp không? Hát hả? Có đẹp không? Không. Phòng này bữa cô nói thuê như cô không ạ? 2 triệu 2 à, rẻ đó. 3 hộ 2 triệu 2. 2 triệu 2 mà điện nước kia, tiền wifi, tiền này tiền kia luôn là 3 triệu mấy. Lan, hôm nay em mới đi gặp phụ bà nội không Lan? Bà nội cho đi. Bà nội cho đi hả? Chứ ẩm bé dâu theo bà nội để ta cho phụ nội. Cho dâu ngồi lên xe ba gác bà nội đó rồi em lượm. Phải cô phải cho nó đi đồ động cho tập đi dục, đồ động cho mau xanh mau lẹ được cô. Phải nó nằm ở nhà hoài. Cho đi tới đi lui đồ phụ cô. Đi còn mệt thêm cái con nó kẹ rồi khóc la rồi làm sao. Giờ sao Lan, em tính sao Lan? Tính đi bán vé số không? Bán vé số thì chị Dung cho tiền để bán vé số hay là muốn đi làm? Bán vé số cũng được. Bán vé số là phải bán hoài chứ không phải bán một bữa hay hai bữa nghỉ nha cưng. Bán là chị Dung muốn cho là phải bán hoài, đặng lấy tiền mua sữa cho em nó uống nha cưng. Nha, dám phải dám lên đi bán tại chứ bây giờ bán. Em có bầu rồi đâu có làm đâu được nữa, đâu đâu có ai nhận đâu làm. Giờ phải đi bán vé số rồi kiếm tiền phụ nội chứ. Giờ còn bà nội đùng bập chứ không có ai nữa chỗ đâu em ở. Mẹ buộc nó ở còn gì. Hôm nay mẹ chồng em có gọi hỏi thăm gì không Lan? Sao kỳ về đây là bà mẹ chồng yên tâm rồi. Kế hoạch như bây giờ đâu có đẻ con nhiều.
hai đứa ngủ về đường không có chỗ ngủ mà tiền đâu đi kế hoạch cô. Rồi, này kế hoạch đi, để chừng nào con lớn lớn đi học thì đẻ nữa nha cưng, để đẻ nữa khổ nữa đó, để con lớn lớn chút kia đâu có gì đâu, mình đi xanh đó trong bệnh viện giờ cái mình nhờ người ta làm luôn, không có gì đâu, dễ lắm. Không cần kia giờ thẳng mình xong đó rồi nói người ta đâu có tiền không, tiền này 17 tuổi mà biểu kế hoạch tiền đó không tiền kệ đi, rồi mình con lớn lớn kia giờ bắt đầu mình xong nữa, để con còn nhỏ mà chịu nghiệp phải chi, chồng có nghề nghiệp đó, bà nội hiện giờ để xong xong đó thì nhờ bệnh viện người ta giúp luôn đó, là cái gặp chừng nào con lớn thì muốn cái gì tăng dụng á dễ mà, có 17 tuổi biết gì đâu, ai biết gì, còn nhỏ quá, con hai đứa con nhưng mà có mẹ nó có gần bên nữa cũng có làm gì. Ủa, em nói tự nhiên mình tranh đứa hai đứa cô có chị cũng hai đứa không phải ấy chứ, coi theo cái thời điểm chứ đâu có chứ ai mà có đẻ được hai đứa. Bi hỏi thăm về chồng Lan rồi Bi, để Bi hỏi cho xe anh này, giờ hỏi anh sao hỏi Lan vậy kìa. Giờ hôm nay ở đây bà nội lo ăn uống nội lo hết hả Lan? Giờ hôm nay anh có đi chơi đâu không hay là về đây ở đây không? Đây à, ở đây với chú hả? Chú ơi, chú đáp với vợ. Ở đây dám nghe lời chú nha không? Để hả? Nghe lời bà, nghe lời bà nội, nghe lời chú kiếm rồi nha không? Đừng có cãi trời lại. Để chú kiếm còn đục bọc với nhau. Giờ bà nội lớn tuổi rồi, cái lớn tuổi với bà nội đẹp lắm á. Cái nét tí đẹp. Thôi giờ em đi bán vé số nha cưng. Chị Dung cho tiền mua vé số bán phụ nội đặng hả? Kiếm tiền mua sữa cho bé nó uống nha không, chứ giờ bầu bì ai mướn đâu đi làm xăm xong đi, về lúc đó muộn hả ai đâu, giờ bà nội cũng lớn tuổi giờ chắc cũng giữ cháu cũng không nổi đâu hả cô, giờ cô giữ em bé chắc giữ gì nổi cô lớn tuổi rồi dạ. Bây giờ ai giữ con nó đâu đi làm dạ. Chứ giờ nó đi mua giữ nhà trẻ lỡ nhà trẻ thì tiền nó mới gửi mà hai đứa lượng cô gửi phải nhiều tiền nữa đó, những gì rồi bây giờ cho đứa là đứa này nè chị mấy 2 triệu rồi làm sao chị nó hiện giờ cái nước á nhờ cô giúp dùm, nước giờ nó đi làm cô dòm ngó dùm cho cho giữ con mình giữ rồi đó, còn không thì đi bán vé số buổi vậy chút về rồi phụ với nội giờ về cho con phụ con ăn uống rồi xong chiều chiều mát mát rồi đi nữa, có trăm tờ bán lẻ mà bán lẻ. Dạ trăm tờ bán lẻ mà ẩm với con theo ha bà... giờ không ẩm thì ví dụ gửi bà nội giữ giùm tí đi bán không mà cho sáng nó ẩm đi được, giờ mát vẫn đi bán được đó, rồi chưa lạnh về cho nó ngủ lạnh nữa đó để người ta thấy thương khổ, người ta giúp đỡ người ta ủng hộ à, nhiều thì sợ chứ còn có 100 tờ đâu có gì đâu, 100 tờ cũng lời được 100 ngàn thấy hả già? Phải Bi kìa Bi. Phải giờ, ủa phải Bi là 100 ngàn thì chúng kể đến 100 ngàn ba bà cháu ăn nhín nhín cũng được ngày. Chị Bi hồi xưa cũng đi bán giấy số là bán nhiều Lan lắm. Đẹp gái bán. Chị Bi xưa bán 300 tờ á, lúc Bi. Thiệt luôn á. Vậy nhiều. Bi đẹp gái đó, Lan đẹp gái bán đắt lắm nè. Cục vàng, cục cái bà tôi nói là dạ dạ đó ba nó làm là ngồi trên bàn thờ đó ba Lan đó ba đây nè dạ, dạ. Đẹp mà Lan cũng đẹp nhá, mỗi đứa có nét đẹp giống bà nội nữa. Là hôm nay em chưa đi thăm chồng lần nào hết, em có đi thăm mà không gặp được à, không gặp mặt được, đi vô chỗ người ta nó không cho gặp, vậy chừng nào mới gặp được cưng? Ủa rồi đang là em có biết chồng em đi bao lâu vậy không? Không. À, hỏi anh cho số điện thoại rồi đã chưa gọi em nữa hả? Ủa Lan có giấy tờ là giấy tờ ở đâu đưa Lan? Giấy tờ kết hôn á. Vậy cưng có giấy kết hôn không? Đâu có đâu.
Vậy giờ làm sao? Mẹ mới gặp được. Có mẹ thôi chứ Cưng không gặp được. Hôm bữa chồng của Lan có gọi về số điện thoại em nè. Tại vì nói là nhắn Lan với mẹ lên thăm vậy đó, thứ tư hàng tuần để giống như là để biết là ở đó là chị người thân, sao lại cứ lên thăm lên đó. Bữa đó có cái người đó bụng bụng nói đúng rồi, không có giấy tờ ta đâu cho gặp. Có giấy tờ mới gặp được, không có giấy tờ đâu gặp, hiện kia là đúng rồi đó. Người đó chắc cũng thường đi nên ta biết, ta bình luận thấy nó chắc cũng đúng. Thôi kệ, dám đi Cưng, dám lay lắp kia mốt chồng về chồng nuôi. Em phải bán giấy số để kiếm tiền để dành để đẻ Lan. Bây giờ 3 tháng nữa là đi sanh rồi, mà ví dụ bán 100 ngàn thì 3 tháng để nữa dành. Có 300 ngàn, có 9 triệu bạc là ăn cũng hết luôn á. Để dành không được, tại vì có con nhỏ đủ ăn uống là mừng rồi, trong ngày cũng đỡ. Hảo cô đi sanh bây giờ bây cũng 4-5 triệu rồi đó, 3-4 triệu để đóng tiền đó. Không có là ta cho đẻ rớt ở ngoài đó. Rồi hôm nay em về đây là mẹ em có qua thăm, có hỏi thăm gì không? Sao kỳ vậy? Anh hỏi mẹ em nghe nói đâu. Gái lắm chứ bộ. Gái lắm chứ bộ. Em chứ không phải nó xấu đâu mà nó đặt phải âm binh. Không chồng nó cũng đẹp mà. Ai biết chuyện nó âm binh cũng biết. Sao con nghe đó, hồi cơ xưa cô không cho Lan không quen chồng Lan mà hả cô hả? Cho nó âm binh ai cho nó quen mà tại nó cứng đầu á. Cưng của Cưng biết chồng Cưng chơi hàng hay sao mà Cưng không khuyên sao? Hả? Sao? Là lúc đó chắc cũng nếm rồi phải không? Đừng có em mà nếm em đi rồi. Vậy Cưng có chơi không? Không. Thiệt không? Bi cho nói cho Bi có chuyện già để Bi nói anh thử. Chứ sao chồng thấy chồng chơi vậy không khuyên chồng mà để cho... Giống như chị nói cho nghe là đi lượm vậy đâu có nhiêu tiền đâu, rồi nó chơi bằng gì tiền đâu nó chơi. Giống như hôm qua em quen clip nhỏ chăm nó cũng chơi nhỏ mà có bầu 7 tháng, chị nói nó chơi 10 năm, nó nhìn ai chơi là nó biết. Yeah. Bi nhìn Lan, Bi nói thẳng cho Bi. Nói là hẳn đi đã gì đâu mà. Bi lắc đầu hả? Không biết ha, không chơi. Con biết hả? Chồng em chơi bao lâu rồi Lan? Chứ ở mấy năm trời rồi mà không biết nữa hả? Không có theo dõi chồng hả? Quen thì đây anh đầu đóng chơi đâu. Chứ về có em rồi mới chơi hả? Trời đất ơi. Rồi thôi vậy giờ chị Dung cho Cưng tiền đặng mua giấy số cho Cưng bán nha. Bây giờ anh vào cho mua giấy số cho Cưng hay là... Em nghĩ là chị gửi cho bà nội kìa, nhà người lớn, nhà người lớn khuyên bảo không? Lan, tại vì chỉ có bà người lớn ở gần Lan nhất là tốt chứ nhất. Chứ bây giờ đưa cho Lan là nó xài hết, chứ không có đi bán. Chứ bây giờ em mua 100 tờ Lan bán 20 tờ Lan để chiều dò chút đặc biệt nữa không khổ. Hai cô bây giờ em gửi cho cô đi lấy giùm cái chỗ nào đó, cô chỉ cho ông Lan giùm bữa. Nó để nội Lan cái gì chứ còn bây giờ đưa tiền cho nó là nó sẽ xài hết, nó không có đi bán rồi. Sự nghiệp nó không có tiền cho con uống sữa. Nhưng mà chị biết nhiều khi chị biết chỗ lãnh rồi này kia. Dạ. Cô đừng kêu vào một chỗ ấy. Dạ đúng rồi. Giống như giống như có một lần em dắt con bé quận 4 đi lấy số á, nó bán có 40 tờ thôi, còn 60 tờ giữ lại luôn. Để nó chiều nó dò coi chúng cô nó nghĩ á. Bởi vậy là cứ giao cho bà nội đi để bà nội nó dâu vậy kìa Bi ơi. Lan chị nói nè, Cưng dám đi bán nghe em. Đi bán đặng kiếm tiền dâu. Tiền lời mua sữa cho bé uống nha không? Con nhìn ai con nhớ không dâu? Nè. Cô Bi bữa hung cái chán con bị kiến cắn á. Cái thường của hàng gái hả? Hả Cưng? Thôi cái này bà cũng già cả rồi. Lớn tuổi bà gửi 200 cho mua sữa cho bé uống. Cho bé uống thôi. Cảm ơn bà. Cái bà cũng lớn thì cũng không có làm gì vậy. Tiền mà thấy con thì tội gì vậy. Dán cho Cưng, dán đi bán nha không? Cô gì cô khuyên bảo Lan mua giấy số nha, cô bán là siêng năng bán nha cô. Như vậy hả? Tại lần trước con có trường hợp đó là con biết. Con có đi mua luôn, con dắt đi mua luôn. Hơi thất vọng vậy chị. Đau tử rã mồ luôn nè, ướt hết trơn. Vậy hả? Tiểu bị lao lực cô liệu làm khuya lớn tuổi làm nha trai. Ừ,
để chị cứ đôn đốc nó để nó đi bán có tiền chị đỡ một chút. Thì đi bán đi giờ vài bữa giờ quay lại coi. Lo cho con nó chứ nó lo. Đúng rồi, lo cho con nó thôi. Lo cho con nó đi rồi tôi ngoan, tôi chết tôi cũng mãn nguyện. Chứ tôi cũng cần nó lo tôi. Rồi Rang. Chị Dung cho vậy em dự định khi nào bán vé số nói lại thử nghe gợi ý anh kìa. Bán luôn một lát nữa bà ra bà mua. Chuẩn bị tâm lý chưa? Cho em nằm mai em lấy đi bán đi đặng kiếm tiền. Chiều lấy đi chiều nó bán luôn. Bán số rồi, người ta nói là muốn lãnh số phải đặt trước người ta một ngày. Ờ thì cứ đặt đi. Ta mới gửi số lại. À đúng rồi. Ra lãnh tiền không có. Ờ thì ngày mai chứ một lát nữa kinh gia cứ nói đi rồi ngày mai ta chừa cho cưng ha. Tầm 1 2 giờ ra có số mới rồi đó. Người ta không có chừa cho mình chứ nó của người mới đặt. À thì đặt như bữa nay ngày mai mới có. Chị cưng bán bây giờ anh vào quay coi chị coi sao giờ vài bữa đó chị có ghé là chị ghé rồi trở lại chị thăm em nghe không dám đi bán nghe không tổng có tiền mua sữa cho con uống chứ ở nhà sao có tiền phụ bà nội đâu chứ mà bé là dễ thương không con gái dễ thương quá trời luôn à chú ơi vậy hả? Đó nó ở với cô mà mốt nó quen nó bến cô luôn đó, nó theo cô. Chứ nuôi nó từ hồi nhỏ mà mẹ nó đẻ mà tới tôi nuôi đẻ mấy tháng trời mà. Dạ. Rồi nghe lời quỷ kia xách đầu đi đó, đi nửa đêm luôn đó. Dạ. Đợt này nữa đó. Mới lớn mà phải theo chồng rồi cô với sao vậy? Nghe lời tôi đâu có đến nỗi nào mà khổ gì. Thấy 17 tuổi mà sắp hai đứa con rồi biết. khổ đến 30 tuổi. Cô bảy nó cũng mới qua làm đó. Mày nghe lời bà nội mày đâu có khổ đó điều kiện thì sao cũng được. Dạ. Mình phải dồn cái kinh tế của mình. Dạ. Đúng rồi. Chứ còn khổ phải chi mình làm có tiền mình đừng lấy bây giờ cô bác ông bà cho. Dạ. Đâu phải cô bác ông bà giàu mà có tiền rồi. Để mà sẵn để rồi, cho mình dành hoài. Cái vụ mạnh thường quân ta cũng như giúp những cái nhặt của mình thôi. Đúng rồi. Còn cái nghèo của mình thì đâu có thể nào giúp hoài được. Giúp hoài. Đó, cái đó là em nói thiệt đó. Đó, đúng rồi. Em nói chị nghe đúng không? Thí dụ giờ em nhờ chị hộ. Em cho chị một lần thôi. Dạ, giúp một lần thôi. Nhưng mà cái số tiền đó đó em phải làm ra để em sống này. Dạ, dạ. Chứ không phải em cầm cái số tiền đó để em xài phung phí. Rồi cái chừng đó hả? Em chờ cái thằng Vương cho em nữa. Đâu có gì nữa. Giống như là ai đâu trong khi ngặt thôi. Đúng rồi. Vậy. Sao cái mặt em có tiền bán cái số rồi buồn vậy? Không muốn đi bán rồi sao mà buồn vậy? Phải bán cho chị Dung nha. Chị Dung quay trở lại mà không bán là chị Dung giận. Chị Dung lấy tiền lại đó. Chứ không phải là chị Dung mà cho đi bán cái số. Chị lấy tiền lời thôi. Xây sở phụ còn để tiền vốn lại đồng đi bán hoài nghe cưng. Chứ không phải bán bữa hai bữa rồi là nghỉ nha. Chị Dung muốn chịu đâu nha. Con chị Dung muốn phải bán. Bác cứ bán bây giờ chị Dung quay trở lại. Chị Dung thăm quân em. Cũng phải đi làm á. Đúng rồi. Làm cái có tiền mới cho. Dạ chứ. Những người nghèo. Dạ đúng rồi. Đúng như là bây giờ nó đang ngặt vậy đó thì giúp cho nó đi bán thôi. Chứ cố gắng lên nha cưng. Để có tiền mua sữa đó. Cái ơi nó tên gì bé dâu hả? Bé dâu lại bà biểu coi con. Lại bà biểu coi cho bà tiền coi. Cho bà tiền đi. Dâu ơi. Đi cho bà đi. Dâu à, cho bà đi. Cho bà đi lắc rồi bà mua kẹo cho. Đi đi con. Thế thường thường cũng quậy lắm á. Nó cũng dễ chịu. Quậy ghê lắm. Dạ, quậy lắm. Kệ cô, nó có đi bán cô nhà cô dùm chừng nó dùm chút.